Xin thưa quý vị, để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi với nghi thức đầu tiên, chúng tôi xin khai mạc chương trình. Chúng tôi xin thân mời cháu Victoria Thúy Vi lên sân khấu. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng được biết, trong các làn sóng phát thanh và truyền hình, chúng tôi đều gửi đến quý vị giới thiệu với buổi thuyết trình hôm nay. Và người thuyết trình chính thức là tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, một trong những thành viên của Văn Thơ Lạc Việt với Sóng Gió Phương Đông. Chúng tôi thân mời quý vị đứng lên nghiêm chỉnh, chúng ta chuẩn bị nghi thức khai mạc chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi mời nhạc sĩ Duy Linh lên sân khấu. Mời nhạc sĩ Duy Linh một lần nữa lên sân khấu. Tất cả chú ý, nghi quốc ca Hoa Kỳ. Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars Sông Nam, Cali Today vừa mới đến, cảm ơn. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu anh Nguyên Trung, đại diện cho báo Phụ Nữ Cali Today cũng có mặt trong chương trình này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu cô Thanh Xuân, đồng MC của chúng tôi trong chương trình hôm nay. Mời cô Thanh Xuân.
hy vọng cái bài hát xin làm ánh đuốc của Nguyệt Ánh đã được Ái Loan và Từ Yên trình bày là Hâm Nóng Lại Lòng Yêu Nước của quý vị. Để tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng mời anh Trinh Nguyên, Chủ tịch Văn Thơ Lạc Việt lên để giới thiệu tác giả và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Trinh Nguyên. Đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả những quý vị đã tới dự buổi màn đàm về vấn đề sóng gió Biển Đông ngày hôm nay với tiến sĩ Phạm Hồng Dũng. Tiếp Nguyễn Hồng Dũng. À, Nguyễn Hồng Dũng. Xin lỗi tiến sĩ Hồng Dũng. Tôi nơ và quá chết là tôi quên hết trơn trọi. Nhân ở đây tôi xin giới thiệu với quý vị tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng là Phó Chủ tịch Văn Thơ Lạc Việt, một người đã từng tham gia nghiên cứu về tình trạng Biển Đông từ năm 2010, đã tường trình cùng quý độc giả và khán giả truyền hình khắp nơi. Với vai trò chủ biên và chương trình chính trị cộng đồng trên các chương trình phát thanh, diễn giả đã có nhiều cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu đến quá trình diễn biến những sai phạm và những của nhà đương quyền cộng sản trong nước khi ứng phó với bọn bá quyền Trung Cộng và xâm phạm lãnh hải biên giới Việt Nam. Diễn giả cũng viết nhiều bài tham luận về Biển Đông, 38 lần bình luận chuyên về tình trạng mất biển đảo trên băng tầng DirecTV 2075. Trên 20 lần trực tiếp hội luận talk talk về mặt công pháp quốc tế và luật biển của Liên Hiệp Quốc giữa quốc nội và hải ngoại, lên tiếng đòi hỏi nhà đương quyền cộng sản Việt Nam đưa vấn nạn Trung Cộng xâm lăng biển đảo Việt Nam ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoặc Tòa án Quốc tế La Hay để giải quyết. Với sự bình luận liên tục 6 ngày một tuần trong suốt 12 năm qua không sót một ngày nào, chúng tôi hy vọng tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng sẽ trực tiếp trình bày những sự kiện quan trọng liên quan đến tình trạng an ninh nước Việt, tình trạng xâm phạm lãnh hải do Trung Cộng lấn chiếm, cũng như vai trò người Việt Nam hải ngoại làm gì để cho sự trọn vẹn lãnh thổ và những vấn đề thiết yếu ngày hôm nay. Tôi, Trinh Nguyên, Văn Thơ Lạc Việt, xin kiêm trưởng ban tổ chức thuyết trình ngày hôm nay, xin lỗi quý vị, tại vì mắt tôi cận tôi nhìn rồi. Xin giới thiệu với quý vị tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Nam quốc Nga Ah!
thể quý vị. Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng, kính thưa quý vị đại diện các tổ chức hội đoàn, đoàn thể, đảng phái quốc gia, kính thưa tất cả quý vị đại diện cho dân cử, cũng như quý vị đại diện cho chính quyền địa phương có mặt hôm nay. Xin trân trọng chào mừng tất cả các đồng nghiệp, quý vị trong các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo giới. Xin trân trọng kính chào đại gia đình của Văn Thơ Lạc Việt, và đặc biệt xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin trân trọng kính chào mừng tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin được phép ngỏ lời để quý vị cùng với chúng tôi lắng đọng tâm tư một phút mặc niệm đến giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một nhà tranh đấu và hoạt động nhân quyền. Ông đã đột tử trên vùng trời của Biển Đông, và bây giờ ông đã trở thành một người thiên cổ, nhưng lúc nào tâm tư và hoài vọng của ông cũng hướng về Biển Đông là sự trọn vẹn của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cũng xin được mời quý vị cho phép chúng tôi được trân trọng tưởng niệm đến cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, người đã luôn luôn gắn bó với những gì trước khi ông lìa đời. Trước khi ông mất, tôi có cơ hội phỏng vấn và nói chuyện với ông 12 tiếng đồng hồ trước khi ông trở thành người thiên cổ, và hoài vọng của ông cũng là một trong những hạt giống đã gieo trong tâm thức của chúng tôi. Xin được truy niệm hai người đã ra đi về miền miên viễn. Chúng tôi xin được tưởng niệm cũng như cảm ơn đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Quốc tế Nghiên cứu về Biển Đông, cũng như Ủy ban Công lý Hòa bình vì Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Giáo sư đáng lẽ sẽ có mặt ngày hôm nay, nhưng rất tiếc vì sức khỏe và tuổi già sức yếu, giáo sư đã không có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thành, điều hợp viên của Ủy ban Hòa bình và Công lý về Biển Đông, đã cùng với chúng tôi trong suốt nhiều năm qua trong tinh thần của những người luôn luôn tranh đấu cho đất nước Việt Nam được trọn vẹn lãnh thổ và chuẩn bị cho những đơn kiện đối với Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng vì xâm phạm Biển Đông. Kính thưa quý vị, nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn đến vị thầy đáng kính của chúng tôi, giáo sư Thomas Tàu Nguyễn, vì giáo sư và là hiệu trưởng trường CS Bridge đã có mặt và đã hỗ trợ cho chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Trinh Nguyên, chủ tịch của Văn Thơ Lạc Việt, cùng tất cả quý anh chị em trong Văn Thơ Lạc Việt như là một đại gia đình, đã khuyến khích và đã hỗ trợ tất cả để cho chúng tôi có được cơ hội để nói chuyện cùng với quý vị ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi xin được chân thành cảm tạ anh Nguyễn Xuân Nam, anh Thái Quốc Hùng, những người anh lớn của chúng tôi, cô Lê Thị Cẩm Vân, cũng như tất cả những người đã đến đây. Và đặc biệt một lần nữa xin trân trọng kính chào mừng tất cả quý vị đến nghe, và chúng tôi hy vọng với những gì mà chúng tôi cùng với quý vị thảo luận ngày hôm nay sẽ là một tiền đề cho công việc tương lai mà chúng ta đang dấn thân trong quá khứ, hiện tại và dĩ nhiên không ngừng ở tương lai. Đó là gì mà trước hết chúng tôi xin được trân trọng kính gửi đến quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nói đến sự kiện của Biển Đông là một sự kiện hết sức là quan trọng. Nhưng đối với tất cả mọi người thì Biển Đông không phải chỉ là một thời gian, một giây phút, mà Biển Đông từ năm 2009 cho đến giờ phút này nó trở nên một sự sôi động hết sức là lớn. Nhưng trước hết để đi vào cái vấn đề Biển Đông và quý vị tìm hiểu cái nguyên nhân như thế nào, chúng ta hãy quay lại với hiện tình của đất nước hiện nay. Hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2016, ở tại Ba Đình, Hà Nội đang diễn ra những cuộc cãi vã tưng bừng bởi vì tranh những ngôi chức danh của những vị như là chủ tịch nước,
như là Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam. Đây là những điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có và đã xảy ra trong hiện nay và dĩ nhiên trong suốt những thời gian từ hôm nay cho đến 12 ngày tiếp theo là những vấn đề hết sức là nóng bỏng, bởi vì đây là một tiền lệ không có từ trước đến nay và là một cuộc đảo chính ngoạn mục đã do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện, và chắc chắn đây cũng là một cái mối nguy cho cả dân tộc, và đó là những điều mà chúng ta đang phải lưu ý. Như quý vị cũng biết, đến tháng 7 ngày 2 năm 2016 mới có chính thức những chức danh của Thủ tướng Chính phủ hoặc là Chủ tịch nước hoặc là Chủ tịch Quốc hội. Nhưng ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên làm Chủ tịch Quốc hội, để rồi sau đó từ Chủ tịch Quốc hội bà ta có đủ tư cách để bầu chọn một vị được gọi là Chủ tịch nước, và từ Chủ tịch nước đến ngày 7 tháng 4 sẽ chỉ định ai là người Thủ tướng Chính phủ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một sự kiện mà như chúng tôi được thưa là nó đi ngoài những cái hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và đồng thời đây là một mưu đồ âm mưu có thể tính được với những gì mà chúng ta đã biết trong cái hiện tình đất nước hiện tại. Kính thưa quý vị, sở dĩ chúng ta quan tâm như vậy là bởi vì cái tình trạng của những tam đầu chế tiếp theo là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ dàn xếp những con rối để đưa đất nước Việt Nam một lần nữa giống như năm 1990 là hội nghị thành đô, sẽ khiến cho dân tộc chúng ta ở trong một tình trạng khó xử như ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là một sự kiện mà đặt con trâu trước cái cày, nghĩa là chưa bầu bán người ta đã chỉ được đích danh. Như vậy thì cái quyền về bầu cử của dân tộc Việt Nam chúng ta đã mất hết, mặc dù nói rằng quyền ứng cử và bầu cử, nhưng đây cũng chỉ là một cái lối nói ngoạn mục. Nhưng thật sự thì như chúng ta đã thấy, chưa bầu mà đã có chức danh, chưa đi đầu phiếu mà đã biết ai là thủ tướng, ai là chủ tịch nước. Đây là một cái điều mà không có xảy ra trên bất cứ một nước nào ở xã hội văn minh. Cho nên thưa quý vị, điều này đã khiến cho chúng ta thấy rằng Đảng Cộng sản từ khi khởi đầu cho đến giờ phút này đã đi sái với lương tâm con người, đã đi sái với luật pháp mà chính họ đã đẻ ra, cũng như đi sái với tất cả những quyền lợi của người dân trên đất nước Việt Nam. Do đó, quyết định của người Việt chúng ta là một quyết định đứng đắn khi chúng ta thoát khỏi đất nước Việt Nam và quyết định chống lại chế độ bảo quyền Cộng sản cho đến khi nào đất nước Việt Nam giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, nói đến Biển Đông, như quý vị cũng biết, đây là một sự kiện mà chúng tôi đã rất là quan tâm trong những thời gian từ năm 2009 cho đến giờ phút này. Bởi vì sự kiện của Biển Đông là một sự kiện mà đã làm cho chúng ta phải quan tâm rất nhiều. Quan tâm thứ nhất là tại Biển Đông với một diện tích 3.5 triệu km2. Quý vị tưởng tượng 3.5 triệu km2 ở dưới đó nó có như thế nào để chúng ta có thể biết được. Thưa quý vị, tại cái nơi mà gọi là Biển Đông đó, với 300 triệu dân số của 8 quốc gia gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Brunei, v.v. Những quốc gia này đang sống nhờ vào cái Biển Đông với một số lượng đánh bắt cá nhiều nhất trên thế giới. Và đây là một đường hàng hải quan trọng của tất cả các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ và Ấn Độ Dương. Cho nên đây là một đường giao thông huyết mạch từ Malaysia đi về phía Tây. Do đó, cái đường huyết mạch này không thể nào là một cái đường huyết mạch chủ quyền của một quốc gia, để rồi từ đó một nước nào đó nhân danh là chủ quyền sẽ trở nên một cái người làm chủ để có thể cho hoặc không cho, thuận hoặc không thuận đối với những vấn đề hàng hải là một điều rất là sai trái. Điều thứ hai, 3.5 triệu km2, nhưng thật sự phía dưới của Biển Đông đã chứa thứ gì? Như những con số của các nhà nghiên cứu cho chúng ta thấy được, ở tại Biển Đông giờ phút này thì chưa khai thác đúng mức, nhưng cái trữ lượng dầu hỏa và khí đốt ở tại Biển Đông đã có một mức độ tương ứng với 3.5 triệu thùng mỗi ngày nếu chúng ta có thể khai thác ở tại phía nam của đảo Côn Sơn cũng như phía nam của dòng sông Mekong. Đây là một con số rất lớn mà đối với đất nước Việt Nam với 90 triệu hiện giờ thì chúng ta có thể nghĩ rằng
người dân Việt Nam không cần làm gì, 30 người có một thùng dầu mỗi một ngày, chúng ta có thể sống mà không cần phải trở thành một đất nước nghèo nàn nhất thế giới theo con số thống kê cho đến giờ phút này. Thưa quý vị, đó là những con số hiện tại. Tuy nhiên, một số những nơi mà chúng ta chưa khai thác như đảo Ba Bình, Bành Khang cũng như là một số các đảo khác mà chúng ta chưa có rờ tới, thì đây là một cái trữ lượng dầu hỏa tuyệt vời, có thể sánh vào một trong năm cái trũng lớn nhất thế giới. Ai cũng biết, Vịnh Mindanao là một nơi sâu nhất của thế giới, nó nằm ở trong cái vùng Biển Đông. Và cái nơi cao nhất của thế giới đó là ngọn Everest. Ngọn Everest và cái nơi trũng nhất trở thành một cái điểm E đến điểm B trung đoạn của nó chính là dòng sông Mekong. Từ cái dòng sông Mekong này chúng ta biết rằng từ một cái nơi cao nhất đến một cái nơi thấp nhất, như vậy cái giữa dòng sông này chính là cái dòng sông Mekong đã khiến cho chúng ta có thể phát triển được tất cả những vấn đề kinh tế mà không cần phải có những cái sự thiên nhiên cũng như có những bàn tay của con người. Tuy nhiên giờ phút này Trung Cộng đã chơi một cái kiểu vô cùng trái khoái, là hiện giờ Trung Cộng đã dùng cái tương cách về địa lý để chặn cái nguồn nước ở trên 6 cái đập khiến cho đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng khô kiệt, và cái điều đó đã khiến cho nước biển từ ở ngoài Đại Tây Dương trở vào Thái Bình Dương, đã khiến cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai sẽ bị hạn hán và nước mặn sẽ nhiễm vào đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì tất cả những dân số 250 triệu người dọc theo cái dòng sông Mekong sẽ bị chết cứng nếu không tuân theo những ý chỉ của Trung Cộng. Do đó Trung Cộng đã chơi một cái đoàn hết sức là thiên nhiên như thế này đã là một trong những vấn đề khiến cho một số các vị trong ủy ban sông Mekong, mà trong đó Trung Cộng cũng như Miến Điện không chấp nhận để đứng vào ủy ban sông Mekong, họ đã giải quyết như thế nào? Họ phải đành chịu thua để nghe những gì mà Trung Cộng phải sai khiến. Đây là một cái đoàn mà chắc chắn rằng thế giới sẽ không chấp nhận. Cho nên Hoa Kỳ đã nghiên cứu đến những tình trạng làm thế nào để thành lập ủy ban sông Mekong của năm 2016 sắp tới đây, đặc biệt thay thế cho ủy ban sông Mekong của những năm trước đây trực tiếp đối đầu với Trung Cộng. Nhưng trực tiếp là sao? Trực tiếp có nghĩa rằng chúng ta song phương để nói chuyện giữa ủy ban sông Mekong có sự giám sát và chứng kiến của các quốc gia Tây phương như là Hoa Kỳ, như là Ấn Độ, và đặc biệt là có Nhật Bản cũng tham dự để trực tiếp nói chuyện với Trung Cộng. Còn nếu là những nước dưới sông Mekong như là Việt Nam, như là Campuchia hay là một số các quốc gia ven Thái Bình Dương không đủ cái sức mạnh cũng như không đủ cái yếu tố để mà có thể trả giá với Trung Cộng. Cho nên đây là cái đoạn đầu tiên mà Trung Cộng muốn chơi khăm đối với những quốc gia ở phía hậu của sông Mekong. Đây là cái điểm thứ nhất mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên nghiên cứu làm thế nào để chúng ta có thể thấy được những cái giá tâm như vậy, cộng thêm với những cái điều kiện để chúng ta biết được Trung Cộng không những chỉ là một cái sự ma đầu trong vấn đề Biển Đông, mà đối với đất liền cũng như sông Mekong là những cái trò chơi bẩn thỉu đã khiến cho 250 triệu người sống dọc dòng sông Mekong của 6 quốc gia đang ở trong một tình trạng chới với và đau khổ vô cùng. Kính thưa quý vị, nói về Biển Đông, chúng tôi cũng đã thường lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Không phải chỉ mới đây mà 9 đoạn lưỡi bò, giờ này người ta nói thêm một đoạn nữa gọi là 10 đoạn lưỡi bò, bao gồm 8 quốc gia như chúng tôi vừa kể: Brunei, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Lào và một số Campuchia và một số các quốc gia. Thì Philippines là một trong 2 quốc gia đặc biệt đã bị những cái xâm phạm mà Trung Cộng đã xảy ra đối với 2 quốc gia. Thứ nhất là như quý vị cũng đã là chứng nhân của ngày 19 tháng Giêng năm 1974, khi mà Trung Cộng đã đem tàu chiến cũng như hải lực để mà tấn chiếm một số thuộc về đảo Hoàng Sa của ngày 19 tháng Giêng năm 1974, khiến cho người sĩ quan của chúng ta là Nguyễn Văn Thà đã tử trận. Thưa quý vị, đến năm 1988 thì tình trạng đó cũng tiếp tục, khi mà Trung Cộng cho gọi là những trường hợp của đấu gặp ma, khiến cho bộ đội Cộng sản Việt Nam cũng đã tử thương rất là nhiều. 2 hiện tượng này cũng chỉ là một cái tiến trình dần dần để Trung Cộng có thể chiếm một số những đảo biển của đất nước Việt Nam. Chúng ta không nói đến những cái vấn đề mà công hàm ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, mà đặc biệt từ năm 1958, khi ông Phạm Văn Đồng đứng ra để ký kết thừa nhận
22 lý thuộc về chủ quyền và tài phán của Trung Cộng. Đó là những điều mà thưa quý vị chúng ta không thể công nhận, bởi vì năm 1958 Việt Nam Cộng Hòa thuộc chủ quyền và Việt Nam Cộng Hòa vẫn có tư cách pháp nhân và được 18 quốc gia trong giai đoạn đó đã công nhận là một quốc gia độc lập tự chủ, không thể nào chấp nhận với những cái điều mà Cộng sản đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa trong khi họ không có chủ quyền trên lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Điều thứ hai nữa thưa quý vị, sở dĩ Trung Cộng đã bây giờ có những hành động hết sức là ngu xuẩn, hay nói đúng hơn đi ngược lại với những mong ước cũng như tình trạng hòa bình ở Biển Đông nói riêng, cũng như tình trạng chung của sự ổn định Thái Bình Dương cũng như toàn thế giới. Đó là vấn đề mà Trung Cộng đã ở trong một tình trạng giống như là ngồi trên lửa. Ngồi trên lửa là từ năm 1987, khi mà công nghệ hóa của Trung Cộng bắt đầu phát triển, thì dầu cũng như những chất xám và đặc biệt là những vấn đề thuộc về năng lượng đã trở nên một cái sự khát khao mà Trung Cộng cần phải có để chi dụng hàng ngày. Trung Cộng đã tỏ ra hết sức là gentleman đối với một số các quốc gia như là Phi Châu cũng như là một số các quốc gia khác, để có thể tới đó gò gẫm cũng như là đưa tiền mua chuộc đặng mà có thể trở nên một cái người có thể là mua bán dầu hỏa độc quyền. Nhưng mà sau này thì dần dần người ta đã thấy rằng Trung Cộng đã có đi những cái vấn đề hết sức là nói chung thì Trung Cộng đã không có đủ tư cách cũng như là không có đủ những cái vấn đề tốt đẹp ở một số các quốc gia Phi Châu. Do đó mà giờ lúc này thì những nước Phi Châu đã từ chối cái sự ban giao cũng như cái sự hỗ trợ của Trung Cộng. Chính những điều đó mà Trung Cộng cần phải quay lại với cái vườn của mình, chính là cái nơi mà họ cho rằng đây là Biển Đông, và họ cố gắng để tìm kiếm những cái năng lượng bù đắp vào những cái nền công nghệ đang phát triển ở tại Trung Cộng. Nhưng thưa quý vị, một đất nước Trung Cộng rộng lớn có 1.3 tỷ người, với một cái xã hội chủ nghĩa bất ổn, với những cái cuộc sống mà như quý vị cũng thấy rằng tình trạng kinh tế của người dân hết sức là yếu kém, mặc dù họ đã vỗ ngực xương Tây cũng như là một số các quốc gia khác cho rằng đó là một quốc gia đệ nhị cường quốc, nhưng thật sự đó chỉ là một cái bánh vẽ. Còn thật sự thì Trung Cộng không phải là một quốc gia đệ nhị cường quốc, nhưng quốc tế vẫn tiếp nhận, bởi vì cái sản lượng quốc dân của 1.3 tỷ người không thể nào so sánh với một cái sản lượng của 100 triệu người hay là 300 triệu người. Do đó với con số GDP này, người ta được mệnh danh là Trung Cộng trở thành đệ nhị cường quốc. Nhưng thật sự Trung Cộng và mức sống của người dân Trung Cộng vẫn thua xa đối với Singapore cũng như Đài Loan. Cho nên nói như vậy để chúng ta thấy rằng không phải là một anh khổng lồ để trở thành đệ nhị cường quốc mà muốn làm gì thì làm. Thưa quý vị, đối với Trung Cộng thì vấn đề Biển Đông là một huyết mạch. Và trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy rằng Trung Cộng đã xây đắp và tu tạo biển đảo ở tại một nơi mà họ đã chiếm cứ, như những nơi như chúng ta đã biết gần đảo Tri Tôn. Giờ phút này họ đã lập đường băng 3.5 km đường băng. Và hiện giờ, mặc dù trong tình trạng của khoa học kỹ thuật tân tiến, họ vẫn cố dựng lên những ngọn hải đăng của thế kỷ thứ 19. Đây là một cách trắng trợn để họ cho đây là chủ quyền của chính họ. Nhưng mà mắt ai cũng không thể mà mắt được tất cả những người dân tiến bộ trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ cũng như là một số các nước Tây Phương đã biết rằng đây là cái trò đẻo mà anh đã thực hiện đối với một số quốc gia, trong đó có Việt Nam và Philippines. Thưa quý vị, chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa, như quý vị cũng thấy rằng từ trước đến nay thì chúng ta đã có được cái chủ quyền hết sức là rõ ràng và cụ thể. Như quý vị cũng biết rằng do người Hà Lan vẽ vào năm 1754 ghi nhận quần đảo Hoàng Sa dưới những cái tên là Paracel trong cái giới hạn của quần đảo mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị đã thấy. Không phải chỉ là một thời gian của năm 1754, mà từ năm 1642 chúng ta cũng đã có được những cái bản vẽ mà giờ phút này đã được truy niệm và thấy được những cái sự kiện của những bản đồ một cách cụ thể hơn, đã chứng tỏ rằng triều đại của nhà Lê chứ không phải triều đại của nhà Nguyễn đã có được cái chủ quyền
và các vị vua của triều Lê chúng ta đã công nhận những nơi xa xôi đó là thuộc lãnh hải, lãnh thổ của đất nước Đại Việt. Vua Lê Lợi lên ngôi từ năm 1428 cho đến khi năm 1600 thì chúng ta đã thấy rằng tình trạng của Việt Nam đã được vẽ lại, và một số quý giáo sĩ cũng như là một số những người buôn bán ở tại Tây Phương đã đến Việt Nam bằng những bản đồ mà giờ phút này ở tại Đức Quốc cũng như ở tại Đức Anh đã có những bản đồ cổ của những năm 1642 cũng như năm 1754. Chúng tôi dựa trên những cái danh sách cũng như là những dữ kiện một cách cụ thể được quốc tế chấp nhận như đây là một bằng chứng cụ thể. Cho nên Hoàng Sa, Trường Sa mặc dù là rất nhiều những đảo san hô, những cái rạn cũng như là những cái nơi trồi lên, nhưng đó không phải là một cái nơi mà người dân có thể cư trú được. Tuy nhiên về cái bản đồ cũng như về mặt địa dư, nó đã trực thuộc của Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ 15, 16 cho đến giờ phút này. Trong khi đó thì 9 đoàn lưỡi bò, hay nói đúng hơn là 10 đoàn lưỡi bò mà trước năm 1900, năm 1947 khi Tưởng Chí Thạch nói chơi chứ không phải nói thiệt, muốn vẽ tất cả những điểm đó trực thuộc của đất nước Trung Cộng. Nhưng sau khi mà năm 1949 Tưởng Chí Thạch đi ra khỏi đất nước Trung Cộng và đến cái đảo Đài Loan thì cái tình trạng đó dường như nó trở nên hư không. Sau này thì bắt đầu trong cái giai đoạn của Hồ Cẩm Đào khuấy động lên cái chương trình gọi là những đoàn lưỡi bò, và đến thời Tập Cận Bình thì thưa quý vị, 9 đoàn lưỡi bò đã trở thành 10 đoàn lưỡi bò, và càng ngày họ càng cũng có cái khu vực để trở thành một cái vấn đề thực sự khiến cho thế giới và nhất là Hoa Kỳ đã bất bình trong cái tình trạng chủ quyền nửa vời mà Trung Cộng đã tự xưng đây là quốc gia và lãnh thổ của họ. Kính thưa quý vị, những điểm như vậy thì chắc chắn rằng thế giới không công nhận, và dĩ nhiên đối với đất nước Việt Nam chúng ta sẽ không công nhận. Nhưng mà đối với thế giới mà đại diện là Hoa Kỳ, có thể họ có thể mặc cả, nhưng đối với Việt Nam chúng ta mặc cả thứ gì? Việt Nam một nước từ năm 1945 và năm 1975 đã trở thành một nước dưới sự cai trị độc quán của Đảng Cộng sản. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ là một con đẻ, hay nói đúng hơn là một cái hùm để mà nặn ra do Đảng Cộng sản Trung Cộng tạo ra. Do đó, với bất cứ những quyền lợi thật sự của dân tộc Việt Nam, bất cứ một cái đảo biển cũng như những gì mà liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam thì dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là kẻ ăn trên ngồi trốc và ép Việt Nam ở trong một cái thế bị trì, hay nói đúng hơn, Việt Nam là một đất nước mà bị những cái lệ thuộc trực tiếp đối với nhân sự, đối với biển đảo, đối với tất cả những vấn đề mà họ cho là có quyền lợi riêng tư của Trung Nam Hải. Cho nên kính thưa quý vị, những điểm như vậy ở tại Ba Đình, Hà Nội từ trước đến nay vẫn là một sự thua thiệt. Từ năm 1958 khi chúng ta biết rằng ông Phạm Văn Đồng đã ký công hàm, đến giờ phút này công hàm đó mặc dù không được chứng nhận trong các nguyên tắc của Quốc hội Cộng sản Việt Nam, bởi vì những vấn đề nó thuộc về quốc tế, bất cứ một cái viên cao cấp nào của đất nước, kể cả tổng thống, kể cả chủ tịch nước, kể cả chủ tịch quốc hội, muốn bán đứng đất nước, muốn cho quốc tàng, muốn giúp cho bất cứ một quốc gia nào đều phải được thông qua một quốc hội, dù đó là một quốc hội bù nhiệm. Nhưng từ năm 1958 cho đến giờ phút này chúng ta chưa từng được nghe Quốc hội Cộng sản Việt Nam phê chuẩn ra hiệp ước cũng như những điều mà Phạm Văn Đồng đã thưa với tất cả quý vị là đứng đáng và do Quốc hội phê chuẩn. Cho nên trong tinh thần đó, về công pháp quốc tế thì thưa quý vị, vấn đề của năm 1958 không có giá trị về mặt pháp lý. Cho nên thưa quý vị, đến năm 1990 thì chúng ta mới thấy xuất hiện 16 chữ vàng: sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Tức là cái sự kiện mà họ muốn đặt cái trường hợp của đất nước Việt Nam như là một hàng rào có thể xô ngã bất cứ lúc nào. Cho nên họ đã đưa ra những cái câu chuyện là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện. Thưa quý vị, hợp tác là như thế nào? Hợp tác có nghĩa rằng anh có 10 đồng, tôi có 10 đồng, chúng ta cùng bỏ nhau để mà cộng lại, chia hai, chúng ta cùng có 10 đồng như nhau. Đó là một sự hợp tác. Anh có công, tôi có của, cùng nhau làm ăn, rồi chia đôi với nhau. Đó là sự hợp tác. Việt Nam có gì, Trung Cộng có gì? Như giờ phút này chúng ta đã biết, Trung Cộng hầu như là một quốc gia đưa tất cả những sản phẩm của họ
từ những sản phẩm tốt cho đến những sản phẩm quá xấu, quá dở, quá độc hại cho đến Việt Nam. Trong khi đó Việt Nam xuất khẩu thứ gì cho Trung Cộng? Toàn là những vấn đề mà con số chênh lệch không thể tưởng tượng được. Như chúng ta đã biết, khi xuất khẩu qua Trung Cộng, Việt Nam chỉ thu về ngoại tệ có 3 tỷ đô la, trong khi Trung Cộng đã đem vào đất nước Việt Nam tính ra 67 tỷ đô la. Quý vị thấy một con số ghê gớm như vậy mới biết rằng đất nước Việt Nam chỉ là một đất nước tiêu thụ và đất nước không làm ra cái gì cả. Thì con số đó không phải là một sự hợp tác, mà cái đó chỉ là một sự nô lệ, chỉ là một cái sự bắt ép và chỉ là một cái đất nước mà không làm gì được. Cho nên họ sản xuất ra cái gì, chúng ta phải chấp nhận mua cái đấy mà xài. Mặc dù chúng ta cũng có những nhà khoa học kỹ thuật, mặc dù chúng ta cũng có rất nhiều những vấn đề để sản xuất, nhưng với tình trạng liên bang như vậy, hữu nghị láng giềng như vậy, hợp tác như vậy, hướng tới tương lai như vậy, Trung Cộng đã tìm đủ mọi cách để giết cái nền kinh tế của Việt Nam. Đó là chúng ta chưa kể Trung Cộng đã đi đường dài bằng rất nhiều thủ đoạn. Thứ nhất là phân bón, họ có thể giúp cho Việt Nam trong mùa thứ nhất đất có thể dễ dàng, như đến mùa thứ hai đất đó trở nên kiềm cứng hơn, và đến tháng thứ ba thứ tư là tất cả những loại đất đó không thể nào sản xuất được nếu không dùng những loại phân bón của chính Trung Quốc tạo ra. Dù là chúng ta có thể mua một cái loại phân bón tốt hơn ở tại Hoa Kỳ hay các quốc gia khác, cũng không cải tạo được cái loại đất đó, là bởi vì họ chế những cái chất đất đó với rất nhiều cái chất phốt pho, khiến cho cái chất đất đó nó chỉ nhằm mục đích để phát triển với cái loại phân như vậy. Thưa quý vị, họ đã chơi trò ví dụ như là họ không sản xuất những cái loại máy cày nhỏ để giúp cho Việt Nam, trong khi đó thì Việt Nam vẫn là một đất nước nông nghiệp. Chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam vẫn còn chia nhiều bờ, nhiều cái góc cạnh trong một cái đất ruộng, và có thể là một mẫu chia làm 5-6 sào, cho nên chúng ta không thể dùng những cơ giới hóa được. Cho nên vấn đề con trâu đi trước cái cày đi sau vẫn là một hình thức ở tại nông thôn Việt Nam cho đến giờ phút này. Để tiêu diệt cái nền kinh tế một cách tinh vi, họ qua mua hết tất cả những cái bóng của con trâu. Những cái bóng con trâu thì người dân vì vấn đề tiền bạc, vì vấn đề trước mắt để giải quyết, họ chặt cái bóng chân con trâu. Và khi họ bán cái bóng chân con trâu xong, rồi con trâu đó làm gì? Thưa quý vị, con trâu đó chỉ là một con trâu thịt, không thể nào con trâu đó đi cày mỗi buổi sáng được. Vì vậy mà nền nông nghiệp của nông dân ở tại miền Bắc đã khiến cho con trâu không còn, thì con người là thay thế. Cho nên chúng ta là trở về với cái thời kỳ đồ đá, là hình ảnh bây giờ. Thưa quý vị, vẫn còn nhiều nơi người đàn ông, hai người đàn ông lực lưỡng kéo một chiếc cày, trong khi đó người phụ nữ đi sau là một cái người cài bừa thay về con trâu. Đó là một nỗi nhục nhằn của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, đó là sự thật. Bây giờ chúng ta nói qua đến tại sao Trung Quốc là muốn chiếm lĩnh độc quyền. Như quý vị cũng biết rằng Trung Cộng là một đất nước có cái nhiều tự ti mặc cảm. Bất quốc liên quân từ thế kỷ thứ 19 đã khiến cho Trung Cộng lết vé trước nước Anh cũng như là một số các quốc gia đồng minh. Nhưng giờ lúc này Trung Cộng đã lăn lỏi, và vì cái tài của Trung Cộng là ăn cắp nhiều cái thông tin khoa học kỹ thuật của các quốc gia chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Nói về tin tặc thì thế giới này phải cúi đầu chào thua đối với Trung Cộng. Trung Cộng đã có những đội quân được phổ biến, được học tập, được giáo dục, được có những cơ sở và thành lập những cái cục tình báo về vấn đề tin tặc. Đây là một con số dữ kiện rõ ràng trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho chúng ta biết rằng Trung Cộng không phải chỉ là một cái group nhỏ nhỏ để làm ăn một cách đơn thuần, mà họ đã trở nên một cái bộ phận để đưa cái vấn đề đó nó trở thành một cái cục, một cái department rất là lớn để chuyên môn đi lừa gạt, chuyên môn đi ăn cướp, chuyên môn đi lấy những cái tin tức để giúp cho cái nền công nghiệp của Trung Cộng phát triển. Sở dĩ Trung Cộng được đứng cái hàng thứ hai, nếu chúng ta nói về mặt nghĩa đen, cái điều đó cũng đúng thôi. Thưa quý vị, để chế tạo một chiếc Boeing, người Hoa Kỳ đã nghiên cứu 20 năm trong một bộ phận. Người ta phải mướn 1.000 kỹ sư, người ta phải mướn 10.000 công nhân, người ta phải mướn rất nhiều những cỗ máy để vận hành, mới chế ra được một cái linh kiện điện tử để vận hành cho một chiếc Boeing. Trong khi đó, Hoa Kỳ phải bỏ ra 100 triệu đô la hay là 100
ngàn đô la chẳng hạn, thì Trung Cộng không cần cái điều đó. Nghĩa là Trung Cộng chỉ cần cấy người vào trong một cái công ty, hoặc là họ dùng bất cứ một cái thủ đoạn nào để rồi từ đó họ có thể lấn vào trong những cái công nghiệp và ăn cắp những cái sự kiện phát minh của những người kỹ sư ở tại hãng đó. Và kết quả là, kính thưa quý vị, chúng ta không thể tưởng tượng được là những công ty đại chúng lớn như là Boeing, như là Microsoft, là những công ty trở thành hàng đầu của vấn đề ăn cắp, mà những bộ phận như là bưu điện, như là viễn thông, như là nông nghiệp cũng có tình báo và cũng có gián điệp của Trung Cộng thấy vào. Cho nên thưa quý vị, đây là một sự kiện mà Trung Cộng đã túa ra để ăn cắp tất cả từ thượng vàng hạ cám. Cho nên giờ phút này, cái danh của Trung Cộng đã khiến cho thế giới phải rùng mình, và chí đến những quốc gia như là Châu Phi nghe đến Trung Cộng phải cúi đầu chào thua và không dám tiếp xúc để làm ăn buôn bán với Trung Cộng. Thưa quý vị, còn một điều thứ hai nữa, ngoài những sự kiện mà Trung Cộng như chúng ta đã biết rằng họ có quá nhiều những cái thủ đoạn để mà sát hại đối với thế giới, họ muốn làm bá chủ toàn cầu. Chính vì vậy mà họ đã khuyến khích ở một mặt nào đó để tạo ra những cái vấn đề về thuốc men, về y dược, về lương thực, về tất cả những sản phẩm đồ chơi trẻ em, cũng như những vấn đề trực thuộc đến áo quần giày dép và những tiện nghi trong cuộc sống. Tất cả những thứ đó đều mang một vấn đề hết sức là độc hại nếu chúng ta không muốn nói đến những cái mà họ đã chế tác như là những syrup. Họ làm toàn là những cái chất clo rất là nguy hiểm, khiến cho con người của chúng ta ở trong cái căn nhà đó, hít thở trong căn nhà đó 5 năm, ít ra cũng sẽ bị ung thư phổi. Đó là những vấn đề mà giờ phút này thế giới đang lên án một cách rầm rộ. Chúng tôi chỉ đơn cử một số rất ít về những cái độc hại do Trung Cộng gây ra. Mà nếu, và chúng tôi biết rằng quý vị cũng đã đọc cái quyển Despair China, tức là China, người Trung Cộng đã giết hại như thế nào đối với thế giới, thì quý vị sẽ biết những cái thủ đoạn đó. Về mặt Biển Đông thì thưa quý vị, tình trạng Biển Đông như chúng tôi vừa thưa là một huyết mạch không thể thiếu được của nền công nghiệp mà Trung Cộng đã cần thiết để phải phát triển. Cho nên bằng đủ mọi cách, dù rằng tình trạng của đất nước Trung Cộng hiện giờ đang rối bời và những vấn đề đấm đá cũng như là tranh giành những quyền lực, nhưng mà Tập Cận Bình và đặc biệt là Bộ Chính trị Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tìm đủ mọi cách để thôn tính cho được, dù rằng cái sự thôn tính đó đã bị thế giới lên án. Thưa quý vị, chúng ta đã biết cái cuộc họp ở Sunnyland ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2016 vừa qua với Tổng thống Barack Obama cùng với 10 vị lãnh tụ của các nước Đông Nam Châu Á, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng đã đến tham dự. Chúng ta đã thấy gì? Đó là một cái cuộc họp mà dường như ai cũng biết đó là một cuộc hoàng hôn gặp gỡ. Bởi vì Tổng thống Barack Obama không còn bao lâu nữa, cho đến tháng 11 của năm 2016 này, chắc chắn ông sẽ rời nhiệm sở và ông sẽ trao quyền lại cho một vị tân tổng thống đời thứ 46 tại tòa Bạch Ốc. Chúng ta thấy Nguyễn Tấn Dũng cho đến giờ phút này không còn quyền bính gì ở tại Việt Nam. Chúng ta thấy một Thiên Sen ở tại Miến Điện đã thay thế chức vụ, và chúng ta thấy Aquino ở tại Philippines cũng không còn là một vị tổng thống để chuẩn bị tiếp tục ra tiến cử. Vậy thì những cái cuộc họp này để làm gì? Quả chăng chỉ là một cuộc hội họp để chúng ta chào tạm biệt farewell mà không nói đến một cái tương lai? Trong khi đó thì Tập Cận Bình, như quý vị cũng biết, ông ta lên ngôi từ năm 2014 và tiếp tục cho đến năm 2019 và tiếp tục cho đến năm 2021. Như vậy ông còn đủ sức để có thể chơi khăm với những lãnh tụ của thế giới. Đó là điều mà chắc chắn rằng, mặc dù chúng ta đã biết rằng dù rằng Tập Cận Bình đã hứa với Obama cũng ở tại Sunnyland rằng chúng tôi tôn tạo những hòn đảo, chúng tôi làm những cái sự kiện đó chỉ vì mục đích kinh tế. Nhưng kính thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì ai cũng biết rằng họ đã đem những loạt quả tiễn không đối không, họ đã đem biết bao nhiêu dàn pháo địa đối không, và thậm chí họ đã cho những chiếc máy bay dân sự và quân sự hạ trực tiếp đến những cái nơi mà như quý vị đã thấy rằng đây là những vấn đề vô cùng quan trọng đối với tình hình an ninh của thế giới. Thưa quý vị, chúng tôi xin được thưa với quý vị, đó là những điều mà Biển Đông
đã bắt đầu khởi sóng từ năm 2009 cho đến giờ phút này. Và thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra là liệu tình hình ở Biển Đông có trở nên chiến tranh khi mà những tình trạng và quyền lợi của một số các quốc gia như là Việt Nam, như là Brunei, như là Philippines và đặc biệt là Hoa Kỳ quan tâm đến cái tình trạng ở tại Biển Đông hay không? Đây là một vấn đề then chốt mà nếu trường hợp của tháng 5 năm 2016 sắp tới đây, tình trạng của Tòa án La Hay khi mà Philippines đang kiện Trung Quốc ra khỏi tòa án để lấy được cái chủ quyền, mà nếu Tòa án La Hay phán quyết đây là một sự kiện lợi thế về Philippines, nếu lợi thế về Philippines thì thưa quý vị, những đảo, những biển mà Trung Cộng lấy của Philippines có thể được trả lại hay không? Thưa quý vị, những đảo Hoàng Nha hay là một dải đảo ở phía nam của Palawan, liệu Trung Cộng có thể nuốt xong rồi trả lại cho Philippines với một tư cách của một kẻ đàn anh hòa bình hay không? Và nếu giả dụ như trả thì Việt Nam có được ăn theo hay không? Thưa quý vị, Việt Nam đã bị ở tại Gạc Ma, ở tại Phú Lâm, ở tại Vành Khang, ở tại Ba Bình. Vậy thì những cái chủ quyền thật sự mà chúng ta đã chứng minh từ năm 1654 cho đến giờ phút này, chúng ta có thể tự nhiên mà Trung Cộng trả lại hay không? Nếu chúng ta không có một thái độ và nếu chúng ta không có được sự đồng minh, cũng như nếu chúng ta không có được một sự hỗ trợ của những quốc gia Tây Phương cũng như các quốc gia Đông Nam Á. Cho nên Trung Cộng luôn luôn chơi một cái trò gọi là song phương, và song phương là một cái thế yếu, bởi vì một kẻ như là một con cọp không thể nào ngồi nói chuyện với một kẻ như là một con thỏ, mà Việt Nam giống như một con thỏ. Cho nên thưa quý vị, cái lối song phương như vậy, chúng ta chưa bàn đã thua, chưa đánh đã bại trận, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể chấp nhận được. Anh Trương Nguyên cho chúng tôi biết là giờ phút này chúng ta hết phần 1. Thì thưa quý vị, theo chương trình thì chúng tôi còn rất nhiều những cái điều mà chúng tôi muốn thưa với quý vị, để làm thế nào mà chúng ta có thể có được một sự trọn vẹn lãnh thổ, và làm thế nào để chúng ta có thể tiếp tục giữ được cái cơ đồ của tổ tiên của chúng ta để lại, và làm thế nào để cho dân tộc Việt Nam của chúng ta ngẩng mặt với những quốc gia Tây Phương, làm thế nào để chúng ta có thể tự hào rằng tổ tiên của chúng ta để lại những gì chúng ta đủ quyền năng để bảo vệ và giữ cho con cháu chúng ta mai sau. Thì điều đó chúng tôi rất là mong quý vị sẽ tiếp tục ngồi lại để chương trình tiếp theo chúng tôi có thể cùng với quý vị thảo luận trong phần thứ hai. Rất là cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và chúng tôi xin trả lại. Rất là cảm ơn Hòa Thượng. Chúng tôi xin trở lại với cái phần thuyết trình. Chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, vấn đề của Biển Đông mặc dù chúng ta cũng quan tâm, nhưng nó là một cái đề tài hết sức là khô khan, bởi vì nó vừa mang cái tính chất chính trị, nó mang cái tính chất mà chúng ta cũng biết rằng rất là khó để chúng ta đạt được nếu mà chúng ta chỉ có một mình mà thôi. Tuy nhiên, với tấm lòng của tất cả quý vị, chúng tôi biết rằng tấm lòng đại hải về quê hương dân tộc, tấm lòng thương yêu về con người Việt Nam, tấm lòng làm sao cho đất nước của chúng ta được trọn vẹn lãnh thổ là một trong những cái vấn đề mà quý vị đang ngông ngóng trong lòng. Mặc dù chúng tôi cũng biết rằng có những người đã đi đến hơi thở cuối cùng, như giáo sư Nguyễn Ngọc Bích khi trở về với Philippines để chuẩn bị cho cuộc họp mà ông cũng đưa lên những cái ý kiến là thế nào để giữ lại trọn vẹn lãnh thổ. Nhưng tiếc thay, ông đã bỏ mình ở trên chiếc máy bay khi gần đáp xuống Manila. Thì đó là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng vậy, ở trong bất cứ một tình huống nào thì cái tâm tư của chúng ta vẫn là tâm tư của người Việt, và dĩ nhiên người Việt tị nạn, chúng ta đi vì vấn đề tị nạn, nhưng cái tâm tư và cái ước ao của chúng ta vẫn mong ngóng để chúng ta có được một đất nước Việt Nam thật sự là một đất nước có chủ quyền, đất nước Việt Nam thật sự là trọn vẹn lãnh thổ, không bị sức mẻ bất cứ một cái nơi nào ở tại Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Nhưng kính thưa quý vị, giờ phút này thì như chúng ta cũng đã biết là ở tại Tháp Bản Dốc chúng ta không còn chủ quyền trọn vẹn nữa, mà chúng ta chỉ còn có 50% ở phía Nam, còn từ 50% phía Bắc thì dường như Trung Cộng đã trở thành chủ quyền. Cái Ải Nam Quan, như quý vị cũng biết trước đây, là Ải Nam Quan thuộc đất nước Việt Nam,
Nhưng giờ phút này có nhiều nhà sử học đã cho chúng ta biết rằng Ải Nam Quan nó nằm trong đất của Trung Cộng, cách xa cái biên giới 0 km của Việt Nam vào khoảng 900 cho đến 1 cây số. Thưa quý vị, nói như vậy là chúng ta biết rằng đường biên giới của Việt Nam đã mất rất nhiều, và đến giờ phút này chúng ta chưa có một con số thống kê một cách kỹ lưỡng. Nhưng với những cái sự nghiên cứu độc lập riêng tư của những cơ quan không chính phủ thì chúng ta biết rằng Việt Nam hiện giờ đã bị thất thoát về vấn đề biên giới ở tại phía Bắc rất là nhiều. Trở lại với sự kiện sóng gió Biển Đông, như chúng tôi vừa thưa với quý vị, tình trạng Biển Đông nó là một cái tình trạng vô cùng nóng bỏng, là bởi vì ở nơi đó nếu mà như chúng ta đã biết cách đây chừng khoảng 3 ngày, Trung Cộng vẫn tiếp tục chơi một cái trò gọi là đẩy một số những ngư dân của Quảng Ngãi cũng như ở tại Lý Sơn, đã khiến cho một số những người bị chết và 2 chiếc thuyền của đảo Lý Sơn đã bị chìm xuống mà không có một sự cứu nguy, mặc dù những chiếc tàu được gọi là những tàu của Trung Cộng đang đứng gần ở chỗ đó. Thưa quý vị, không phải dừng lại ở chỗ đó, Trung Cộng còn tiếp tục để chơi những vấn đề đối với Philippines cũng như là đối với Malaysia, và chính những cái điều đó đã khiến cho cái hồ sơ của Trung Cộng vi phạm về vấn đề Biển Đông càng ngày càng dài hơn. Và nếu như vậy chúng ta không làm gì thì chắc chắn rằng, thưa quý vị, đất nước của chúng ta sẽ bị hẹp hòi, và dĩ nhiên chúng ta mất mà không có một cái cơ may nào để có thể lấy lại. Cho nên kính thưa quý vị, nói đến Biển Đông và nói đến những tình trạng vi phạm về vấn đề Biển Đông mà hiệp ước của UNCLOS năm 1982 đã có những cái chữ ký của Trung Cộng, có chữ ký của Việt Nam, mặc dù Hoa Kỳ không ký nhưng mà Việt Hoa Kỳ vẫn luôn luôn tôn trọng cái hiệp ước năm 1982 UNCLOS. Và mới đây những vấn đề ứng xử tại Biển Đông thì mọi người đều quan tâm, riêng chỉ có Trung Cộng không quan tâm, mặc dù Trung Cộng cũng đã đặt bút chữ ký, mực chưa ráo Trung Cộng đã vi phạm ngay lập tức. Thưa quý vị, những điều như vậy cho chúng ta thấy rằng Trung Cộng hay tất cả những quốc gia cộng sản họ nói một đường và làm một ngã, cho nên cái sự dối trá, lừa bịp và khủng bố đã trở nên một cái tiêu chí cho những quốc gia như là Cuba, Bắc Hàn, Cộng sản và Trung Cộng. Cho nên đối với Trung Cộng chúng ta chỉ có dùng sức mạnh, mà sức mạnh thì thưa quý vị, chúng ta nói sức mạnh, chúng ta phải nghĩ lại chúng ta. Điều thứ nhất, quốc phòng của năm 1900 cho đến năm 1000 đến năm 2016 này, chúng ta thấy rằng cái tình trạng của quốc phòng Việt Nam chỉ tăng có 1.1%. Từ năm 1990 cho đến năm 2016, Trung Cộng tăng từ 3.5 cho đến 4%. Giờ phút này quốc phòng của Việt Nam có 4.5 tỷ đô la, trong khi đó quốc phòng của Trung Cộng đã tăng lên 135 tỷ đô la. Con số này so với 4-5 tỷ đô la thì Việt Nam không thấm béo vào đâu. Mình biết cái thân phận mình là một đất nước nghèo, mình biết dân mình ít hơn, mình biết là đất nước của mình bị nhiều cái hộc kèm khiến cho cái kinh tế cũng như là cái này tiền bạc không dồi dào như Trung Cộng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thấy như vậy và an phận thì chúng ta sẽ giống như là một Samba, chúng ta sẽ giống như là một thủy chân lạc, một lục chân lạc của những thế kỷ trước, và chúng ta sẽ bị tiêu ma trên bản đồ của thế giới. Vậy thì chúng ta đã ý thức được như vậy, chúng ta phải làm gì trong một cái tình trạng vô cùng dầu sôi lửa bỏng như thế này? Hoa Kỳ, như chúng ta đã biết, Trung Cộng đã thử Hoa Kỳ nhiều lần. Chúng tôi còn nhớ năm 1975, Cộng sản Bắc Việt đã tiến chiếm Ba Mê Thuột, tiến chiếm Phú Tuy. Lúc bây giờ Tổng thống General Ford đã có đủ 60 ngày để ông có thể trở tay và đem B-52 tiêu diệt cái đoàn quân của Trung Cộng tiến chiếm vào miền Nam Việt Nam, bởi vì họ đã xé bỏ Hiệp định Paris và họ đã xâm phạm một cách trắng trợn. Nhưng Quốc hội cho phép 60 ngày, Tổng thống Ford không làm gì cả. Và chính cái không làm gì cả của Tổng thống Ford cũng như Quốc hội Hoa Kỳ đã khiến cho miền Nam Việt Nam của chúng ta rơi vào một tình trạng thê thảm mà quý vị cùng với chúng tôi bữa nay phải ngồi ở nơi đây. Cái điều thứ hai, kính thưa quý vị, Trung Cộng đã chơi một cái trò giống như năm 1975 mà chúng tôi thấy rằng càng ngày nó còn rất là giống. Đảng Tiểu Bình cứ lấp ló, cứ hứa với Obama,
Và Obama thì lâu lâu cho một chiếc thuyền đi ngang qua để rồi xoa dịu những nỗi căng thẳng của thế giới. Trong khi đó thì họ đã đem biết bao nhiêu những cái loại vũ khí không địa không. Họ đem những cái sự kiện để mà làm cho cái nền quân sự ở tại những cái nơi mà họ đã tôn tạo đó trở nên một cái điều mà chắc chắn rằng nếu chúng ta không khéo thì tình trạng của Biển Đông trở nên cái ao riêng của Trung Cộng. Vì vậy mà đất nước Việt Nam trong cái giờ phút này, một số những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như quý vị đã thấy, họ chỉ biết tranh giành quyền lực, và giờ phút này họ còn thay đổi những cái hiến pháp để có thể thay thế những người có thể gọi là thân Tây Phương mà đổi với một cái ekip như là ông Thủ tướng sắp tới là ông Phúc, bà Nguyễn Kim Ngân có thể là Chủ tịch Quốc hội, rồi ông tướng Công an Quang sẽ là Chủ tịch nước, là những người như vậy, ông Trần Đại Quang sẽ là Chủ tịch nước. Thì như vậy, những cái người như vậy cùng với ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là một bộ tứ của triều đình Cộng sản, dính dáng và chấp nhận những sự sai khiến mà Bộ trưởng Quốc phòng Từ Vực Xuân của Trung Cộng mới vừa qua để chỉ thị những hành động mà hiện giờ thì đã còn ở tại Hà Nội. Cho nên những cái điểm như thế này thì chúng ta biết rằng Trung Cộng họ đã chuẩn bị từng bước, trong khi Việt Nam thì trước một cái nguy cơ vô cùng dầu sôi lửa bỏng như vậy, thì chính nhà nước quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không có một cái hành xử đúng đắn. Nhà nước quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục để thay thế những người đó, thay thế những người kia, chỉ cũng có cái quyền lợi để hợp với những cái ý đồ của Trung Cộng. Và chính vì những cái điểm như vậy, cho nên chúng ta thấy là cái trách nhiệm đối với nhà nước quyền Cộng sản Việt Nam với đủ tư cách pháp nhân để kiện Trung Cộng ra khỏi, ra tòa quốc tế thì họ không làm. Hoặc là như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây cũng đã chỉ đưa ra những điều mà phù hợp với một số những người nghe vui tai nhưng không thực hiện. Vậy thì kính thưa quý vị, từ năm 2009, Ủy ban Công lý của Hòa Bình với sự hỗ trợ của các vị luật sư như chúng tôi vừa thưa, như luật sư Nguyễn Thành cũng như là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đã cùng cố gắng để nỗ lực hành xử. Nhưng thưa quý vị, chúng ta phải biết một điều, cộng đồng Việt Nam của chúng ta mặc dù là một cộng đồng hợp lý ở tại Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ, chúng ta có ban đại diện cộng đồng, chúng ta có tư cách pháp nhân của một cộng đồng, nhưng thực tế chúng ta cũng biết rõ là cộng đồng của chúng ta đang sinh hoạt ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta bị trói buộc ở trong cái luật pháp của Hoa Kỳ không cho phép chúng ta làm chính trị một cách trực tiếp. Điều đó quý vị cũng biết. Cho nên đứng về mặt của các vị đại diện cộng đồng, đứng về mặt về dân sự xã hội, chúng ta rất khó để có thể thò tay về Việt Nam để chúng ta có thể làm được bất cứ một cái gì để cứu nguy dân tộc trong giờ phút này. Vậy thì, kính thưa quý vị, chỉ còn một cách là chúng ta có nhiều đảng phái tổ chức đấu tranh. Chúng ta có rất nhiều những hội đoàn và đoàn thể ưu tú luôn luôn canh cánh biết lòng để làm thế nào chúng ta tiếp tay làm được một sự kiện như thế này. Nhưng rất tiếc trong thời gian qua, nghị quyết 36 Cộng sản vẫn còn do những cái người lắng tiền để mà chi phối, khiến cho cái tinh thần đoàn kết của cộng đồng chúng ta nó không được trở thành một cái sự tổng hợp. Vì vậy mà cái tiếng nói một cách mạnh mẽ nó không đáp ứng được những cái sự kiện như vậy. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, không có nghĩa rằng chúng ta không làm. Từ trước đến nay, những cái vấn đề mà soạn thảo về vấn đề bờ biên giới cũng như những vấn đề trực thuộc của Biển Đông, những bộ phận về vấn đề cộng đồng ở tại Hoa Kỳ đã thực hiện, mà trong đó như bác sĩ Đỗ Văn Hồi cùng với chúng tôi cũng đã thực hiện trên 3 năm nay, và kết quả cũng đã lên đến Liên Hiệp Quốc với những cái sự hỗ trợ của những nhà đấu tranh dân chủ. Kính thưa quý vị, những điều như đó chúng tôi chỉ nói ra, tuy nhiên cái vấn đề Việt Nam thật sự nó không phải chỉ là những cộng đồng riêng lẻ, mà là một tư cách pháp nhân của một nước như là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đứng ra với một ông thủ tướng, với cả quốc hội kiện tụng hoặc là nói chuyện thay đôi, thì cái điều này nó có sức mạnh và nó có sự tổng thể hơn. Tuy nhiên rất tiếc, Đảng Cộng sản Việt Nam như chúng tôi vừa thưa với quý vị, họ vẫn là một cái con vụ được xoay chung quanh những cái dù mà Trung Nam Hải đang xu khiến, cho nên họ đã không làm, và đến giờ phút này chúng ta vẫn chờ đợi, vẫn chưa có. Cho nên trở lại với sự kiện tụng mà tài phán của năm 2016 này vào tháng 5,
Nếu toán là hay mà có chấp nhận để cho Philippines thắng kiện thì Việt Nam cũng không được một cái quyền lợi gì cả. Bởi vì nếu Trung Cộng chấp nhận, chúng ta giả dụ, thì Trung Cộng cũng chỉ trả lại cái quyền sở hữu ở tại Sumatra, tức là đảo Hoàng Nham, cho Philippines. Nhưng cũng không phải vì thế mà họ đơn phương trả lại những cái nơi mà họ đã chiếm cứ của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 hoặc là đảo Hoàng Ma năm 1988 cho Việt Nam bây giờ. Cho nên cái phần còn lại là chúng ta phải tự giữ cái trách nhiệm của chúng ta. Như chúng tôi vừa thưa đó, ông Obama trong cái giai đoạn vừa qua, ông nói rằng ông sai trục về Biển Đông. Rồi cái thời thứ nhất, cái nhiệm kỳ đầu tiên, bà Hillary Clinton đi qua Thái Lan tuyên bố một cách rùm beng rằng Hoa Kỳ sẽ sai trục và hỗ trợ cho các quốc gia Á Châu, Thái Bình Dương. Rồi đến cái thời kỳ của thứ hai, nhiệm kỳ thứ hai, ông John Kerry cũng nói như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đến giờ phút này, tình trạng Biển Đông càng ngày càng bị Trung Cộng xâm lấn. Hoa Kỳ chỉ thập thò bởi vì quyền lợi của họ, và chính vì điều đó cho nên chúng ta không thấy Hoa Kỳ hành xử. Dĩ nhiên chúng ta rất mong Hoa Kỳ hành xử theo cái nghĩa của Liên Hiệp Quốc cũng như quốc tế. Nhưng mà chúng ta chờ hoài, chờ mãi, đến giờ phút này, tuổi của quý vị chúng tôi biết rằng 70, 80, chúng ta có thể đâu có đợi được cho đến 80, 90 hay là 100. Chúng ta muốn thấy cái đời này để có thử con cháu của chúng ta làm được gì. Đến giờ phút này chúng ta càng ngày càng thấy đất nước của chúng ta bị xâm phạm, càng ngày chúng ta càng thấy dân tộc của chúng ta càng điêu linh. Biển đảo của chúng ta nay thì bắt chút nọ, mai thì bắt chút kia. Dĩ nhiên chúng tôi nghĩ rằng mỗi đêm quý vị khó mà ngủ được yên giấc. Vậy thì chúng ta còn chờ đợi Trung Quốc hay là chúng ta chờ đợi Hoa Kỳ để hỗ trợ? Thưa quý vị, dĩ nhiên chắc chắn chúng ta không có chờ đợi, mà chờ đợi cũng không được, bởi vì đã 41 năm qua rồi, chúng ta chưa thấy một cái hiện tình nào mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho những người Việt quốc gia tự do của chúng ta. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta hãy nỗ lực tự thân trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi luôn luôn có những bài bình luận trực tiếp về vấn đề Biển Đông là bởi vì chúng tôi muốn nhắc đi nhắc lại. Có nhiều người nói rằng ông cứ nói hoài Biển Đông, nhưng thưa quý vị, chúng ta không nói Biển Đông e rằng sau này chúng ta sẽ bị quên. Quý vị có thể tưởng tượng cái vấn đề Bô Xít Tây Nguyên, nó là một cái ống nhọn của Việt Nam từ năm 2005 cho đến giờ phút này. Chúng ta cũng có cái ủy ban để tố cáo cộng sản về vấn đề Bô Xít Tây Nguyên. Trong nước cũng đang lập một cái website để tố cáo nhà nước Việt Cộng sản và nhất là Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề vi phạm trong cái quyền tự do cũng như đất đai và làm cho đất nước Việt Nam tổn hại về an ninh tại Bô Xít Tây Nguyên. Rầm rộ 3 năm. Năm thứ tư cũng còn nhiều người nhắc đến. Năm thứ năm, và thưa với quý vị, đến giờ phút này chúng tôi hỏi thật với quý vị, quý vị có nghe ai nhắc đến Tây Nguyên, có ai nhắc đến Bô Xít Tây Nguyên không? Thậm chí chúng ta cũng thỉnh thoảng cũng chỉ nghe, nhưng mà nghe rồi để đó, và nghe rồi nó chìm trong quên lãng. Trong khi đó thưa với quý vị, ở tại Vũng Áp, ở tại Tây Nguyên, ở tại Bình Dương, giờ phút này người Việt của chúng ta giống như là một kẻ nô lệ, kẻ thứ yếu. Người Việt mà có chức quyền như công an không được bán mạng vào trong cái ngõ phía trong của Vũng Áp. Người Việt mang cái quân hàm hay là mang là ủy ban nhân dân gì đó không được bước vào cái vùng đất tự trị của Tây Nguyên. Đó là chưa nói đến kể cả ông thủ trưởng hay là bí thư của tỉnh Bình Dương muốn vào trong cái cơ quan của Bình Dương nơi mà Trung Cộng đang trở nên tự trị cũng cần phải xin phép đợi cho đến 15 ngày mới được chấp thuận. Thưa quý vị, một ông đầu tỉnh mà phải bị nô lệ như vậy, vậy thì dân của chúng ta phải bị nô lệ đến mức nào? Họ làm gì trong đó? Họ chế tạo vũ khí, họ đào hầm đào mương, họ tiêu diệt đất nước của chúng ta, ai biết được? Đó là chưa kể những cái sự quản lý lỏng lẻo của nhà nước Quyền Cộng sản Việt Nam ở tại Quy Nhơn, ở tại Nha Trang. Họ đã làm các bè, họ nuôi cá, họ tạo biết bao nhiêu cái công ăn việc làm cho hàng ngàn người Trung Cộng ở nơi đó. Hỏi đến chủ tịch tỉnh, chúng tôi không biết ở đó là nơi đâu. Thưa quý vị, một cái kiểu quản lý lỏng lẻo như thế thì đất nước làm sao chúng ta quản lý được? Quốc phòng làm sao chúng ta quản lý được? Cho nên kính thưa quý vị, cái bài nói chuyện ngày hôm nay đó, chúng tôi nghĩ rằng một tiếng, hai tiếng đồng hồ không đủ, bởi vì nó còn quá nhiều những sự kiện. Tuy nhiên để tóm tắt cho những cái phần nói chuyện này, chúng tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam của chúng ta phải có được một hành xử
Và dĩ nhiên trước khi mà chúng ta có hành xử, chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang ở trong một tình trạng mà đất nước đang lâm nguy. Chúng ta đang ở trong một tình trạng mà Trung Cộng càng ngày càng lấn chiếm. Hàng ngày, thưa quý vị, với một con số thống kê rõ ràng, ít nhất là 10.000 người Trung Cộng từ những nơi xa xăm như là Thiểm Tây, như là Quảng Châu, như là một vài nơi như là Quảng Đông, Quảng Tây. Họ là những người vô gia cư, họ là những người không có công ăn việc làm, họ là những người bệnh tật, họ là những người hư đốn, được nhà nước quyền Cộng sản Trung Quốc đẩy xuống đất nước Việt Nam. Dân tộc Việt Nam của chúng ta giờ phút này là 90 triệu theo con số thống kê của Census năm 2010. Tuy nhiên, thưa quý vị, con số đó nó chưa phải là một con số chính thức. Bởi vì trong làng xã nào của đất nước Việt Nam cũng có một vài nơi, đó là cái nơi trú ngụ của Trung Cộng. Thậm chí có một vài người ở tại quê là ở Quảng Nam, Đà Nẵng, ngay cái con đường Hoàng Sa, Trường Sa, có nhiều nơi mình chỉ đứng ở ngoài ngó vào chứ không được bắt mắt vào hay không. Không biết họ làm gì ở trong, mà mỗi một ngày như vậy, xe đưa rước hàng ngàn công nhân của Trung Cộng đi vào trong đó. Thì thưa quý vị, chủ quyền chúng ta đã bị mất. Tất cả những quyền lợi của đất nước Việt Nam chúng ta bị mất. Cho nên, người Việt Nam của chúng ta, nhất là quý vị cùng với chúng tôi hiện giờ, chúng ta không có cái phước được ở trên đất nước này. Chúng ta chỉ ở trên một đất nước xa xôi hàng vạn dặm, nửa quả địa cầu. Chúng ta chỉ có một cái tấm lòng duy nhất là làm sao để hô hào, làm sao để hỗ trợ, làm sao để mà chúng ta có được một cái tiếng nói, cùng nhau có một cái hành động. Bởi vì thứ nhất, chúng ta biết rằng những đảo, những biển, những cái nơi mà Trung Cộng đã chiếm, giờ phút này thật sự mà nói, chúng ta khó để mà có thể lấy lại trong cái thời đại của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì sức mạnh chúng ta không có, tiền bạc không có, uy tín chúng ta không có, nỗ lực của chúng ta cũng không có, cho nên chúng ta không lấy được. Nhưng không lấy được không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc cho con cháu của chúng ta. Thưa quý vị, cuộc đời này nó cứ trôi dần. Nếu chúng ta không làm ngày hôm nay, ngày mai con cháu của chúng ta nó muốn làm, lấy cớ đâu mà nó làm, biết chỗ nào mà nó làm, lấy cái mốc thời gian nào mà nó làm. Chúng tôi đơn cử như năm 1654, chúng ta có những cái bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa rõ ràng và cụ thể. Dù bây giờ chúng ta bị mắc vào tay Trung Cộng, chúng ta vẫn có được những cái lý cớ rõ ràng và cụ thể để thưa với quý vị rằng Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta là của cha của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có sức mạnh, chúng ta bảo đảm chúng ta có thể lấy lại. Bởi vì thưa với quý vị, sức mạnh ngày hôm nay không phải sức mạnh của biển người. Sức mạnh ngày hôm nay không phải là sức mạnh của rất nhiều người, mà sức mạnh ngày hôm nay chỉ là sức mạnh của trí tuệ. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta là một cộng đồng có trí tuệ, có chất xám. Chắc chắn ở một phương diện nào đó, chúng ta đủ và thừa sức để có thể cùng nhau hỗ trợ mà làm sao lấy lại được, dù là lấy trong cái danh dự và uy tín. Kính thưa quý vị, năm 1791, khi đảo Paracel đã được quyết định ghi vào cái bộ sử sách của đời Lê, thì cái bãi cát vàng mà mình gọi là Hoàng Sa, chữ Sa là cát, Hoàng là vàng, Hoàng Sa là cát, trong cái tập gọi là Thiên Nam đã cho chúng ta thấy được cái dấu mốc và những cái chứng cứ một cách rành rọt như vậy. Nhưng Trung Cộng cũng đã chiếm cứ của chúng ta. Cho nên thưa quý vị, giờ phút này trong cái tinh thần của những người cộng đồng Việt Nam, chúng tôi biết rằng chúng ta có một cái lý tưởng hết sức là cao đẹp. Chúng ta làm việc không phải vì chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị ở đây, người nào cũng có công ăn việc làm, người nào cũng có được một cuộc sống an bình, người nào cũng có được gia đình đầy đủ. Nhưng tại sao mà chúng ta phải bỏ công bỏ sức để mà tới đây ngồi? Chỉ có một lý do duy nhất là bởi vì chúng ta còn cái hồn của người Việt Nam, chúng con còn cái tâm của người Việt Nam. Chúng ta không muốn chúng ta hạnh phúc mà nhìn bà con của chúng ta, nhìn đồng loại của chúng ta, nhìn những đồng bào của chúng ta, nhìn đất nước của chúng ta bị dày xéo bởi những sự vô lý của tập đoàn cộng sản. Thưa quý vị, trong tinh thần đó, giờ phút này mặc dù Hoàng Sa, Trường Sa nó ngoài tầm tay của chúng ta, nhưng chúng tôi, thưa quý vị, đây là lần thứ ba mà chúng tôi có được một buổi thuyết trình sau khi mà luật sư Nguyễn Thành cũng như là sau khi mà tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đã gửi lên những cái chương trình ủy ban công lý vì hòa bình Trường Sa và Hoàng Sa, thì đây là lần thứ ba trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi muốn hâm nóng lại, chứ chúng tôi không có hoài bão rằng chúng ta có thể lấy lại được. Nhưng thưa quý vị, tất cả là một sự ghi dấu, tất cả là một sự chứng cớ.
Giờ phút này có thể chúng ta ở trong một tư thế của một kẻ bị lép vế, nhưng biết đâu Việt Nam là một nước nhỏ trong vạn quốc, nhưng sau này làm chủ mới là kỳ. Khi mà Việt Nam trở thành một bá chủ của toàn thế giới, khi mà Việt Nam trở thành một đất nước mà tất cả các nơi đều quy ngưỡng, thì cái chuyện mà chúng ta trở lại để lấy lại Hoàng Sa, lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa, lấy lại những gì mà cha ông của chúng ta đã có, và tất cả những cái dữ kiện như chúng tôi vừa thưa với quý vị, là cái chứng cứ duy nhất để chúng ta nói cho thế giới biết rằng đây là đất, đây là đảo, đây là biển của chúng tôi. Vì vậy mà kính thưa quý vị, đó là những gì mà hôm nay với cái tâm thành của một người trẻ tiếp nối những cha ông, cũng như tiếp nối những ý chí của tất cả các bậc trưởng thượng, quý vị cao niên, cũng như quý vị đã hoạt động trong cộng đồng và đã hoài bão, thì chúng tôi cũng tiếp tục để hâm nóng những cái sự kiện về Biển Đông, và hy vọng trong những giờ phút này quý vị cùng với chúng tôi thảo luận những phương cách làm sao để cho đất nước Việt Nam của chúng ta luôn luôn được trọn vẹn lãnh thổ, và làm sao cho chúng ta ngửa cao đầu, đem đất nước Việt Nam trở nên một con rồng thời đại giống như là thời kỳ trước năm 1960. Rất là cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị.